Chào cả nhà, hôm nay đầu năm mùng 10 Tết mình khai trương đi dạy sinh nhảy yến, đi xịt khử trùng nhảy yến cả nhà. Mời cả nhà cùng đi xịt nhảy với mình, tham quan nhảy với mình. Mời cả nhà. Các trùng khử khuẩn cái nhảy mình sạch côn trùng có nhiều quá, mình xịt thì nó dễ bị không bị mẹ, không bị mối kiến gián, nên mình phải xịt định kỳ nữa. Quơ xương ngang thôi, quơ nhiều hơn thì không cổ. Mình sẽ định kỳ vậy sẽ không bị mối mòn. Chim mình cũng ít hơn thôi, giờ có tổ nhiều.
tối chi cũng tính tối, mình nhận cái chi nhau bình thường. Nói chung một trăm phần trăm thì nhiều hơn. Xem video, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nó mới phát tài và mang phát đạt. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào.